Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Báo Nhà nước có bịa tin về việc VinFast để lừa người dân Việt Nam hay không. Hàng loạt các tờ báo của nhà nước Việt Nam tung các bài viết theo kiểu đòn bom tấn quảng cáo cho xe VinFast vào Mỹ. Các clip thì giật mạnh như bom nổ, nghe vô lý và hoang đường, cụ thể như sau. Bài trên trang Soha giật tít rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Trong bài đó, báo đó có dòng chữ ghi rằng VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm và đi trước Honda những 28 năm. Bài trên Soha thì nói rằng khách Tây chốt cọc tới tấp, đơn hàng xe điện VinFast tăng vọt sau 48 giờ, gây sốt toàn cầu. Cũng bài trên Soha nói rằng VinFast đứng sau công ty Auto Prime từ Israel có công nghệ tự lái vượt xa Tesla. Ngụ ý là bài báo là VinFast sẽ vượt xa cả Tesla. Bài báo trên Dân Trí thì ghi rằng VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới. Với cách giật tít quá lố lăng cho hai chiếc xe triển lãm của VinFast mới chỉ là mẫu thạch cao và chưa hề lăn bánh trên đất Mỹ, cho thấy báo chí Việt Nam đang cố tình lừa dối người dân Việt Nam và xem thường trí tuệ của người đọc tại Việt Nam. Đây là hình ảnh hai mẫu xe điện E35 và E36 của VinFast tại triển lãm ô tô Los Angeles, Mỹ vào năm 2021. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài bình luận về hiện tượng này được đăng tải trên đài FA với tựa đề ông ghi rằng báo nhà nước có bịa tin về VinFast để lừa người dân Việt Nam hay không. Mới đây, phát hiện của những người quan sát thời sự tại Việt Nam đã chỉ ra nhiều điểm bất thường trong một bản tin quảng cáo về sản phẩm của ông Phạm Nhật Vượng. Việc báo nhà nước ra sức quảng cáo về sự thu hút kỳ diệu của xe điện VinFast đang bị dân chúng vạch trần và chia sẻ khắp nơi. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, tờ báo Dân Trí trong nước xuất hiện bài viết với tựa đề VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới, ca ngợi hết lời hệ thống kinh doanh của Vingroup và đặc biệt là nhấn mạnh các mẫu xe điện của ông Phạm Nhật Vượng đang gây sốt tại Mỹ. Báo này trích dẫn một bản tin chưa đến 350 chữ của Humphrey, một cây viết cộng tác với tờ Auto Radio, có cái tựa đề rất đỉnh đám nhưng lại không có bất kỳ một phân tích nào cho thấy nội dung liên quan đến dự đoán là Tesla tiếp theo của thế giới. Đã tạo ra nghi vấn về một bài viết được mua như thói thường của các hãng mới ra mắt. Nguyên văn của bài báo trên Dân Trí viết rằng giữa sân khấu lớn ở Las Vegas, hãng xe điện Việt Nam đã rầm rộ ra mắt cùng lúc 5 mẫu xe điện. 3 trong số này là VF5, VF6 và VF7 là những mẫu ô tô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Chỉ 2 tháng sau khi hai mẫu bom tấn là VF8 và VF9, tên cũ là E35 và E36, gây sốt tại Los Angeles Auto Showroom 2021. Tờ báo này trích dẫn bản tin của Financial Times tường thuật tham vọng của tập đoàn Vingroup trong kế hoạch bán ô tô điện tại Mỹ và châu Âu trong năm nay. Đây là hình ảnh chụp bài báo của trang Soa giật tít rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Rồi thì VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Trong cách dẫn cố tình mập mờ để người đọc Việt Nam hiểu nhầm rằng bài báo này ca ngợi sản phẩm của VinFast, khi trích dẫn tham vọng phía ông Phạm Nhật Vượng khi tự đặt mục tiêu là trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe điện hàng đầu trên thế giới. Bản tin của tờ Dân Trí dẫn lời công ty ở Canada được cho là ca ngợi chính sách thuê pin của VinFast. Tờ báo viết, cách làm này, theo đánh giá của trang báo Canada, giúp khách hàng có thể nâng cấp pin khi hệ thống này xuống cấp theo thời gian. Việc tách biệt chi phí giữa pin và xe, theo đánh giá, cũng có thể là giúp nhà sản xuất Việt Nam xây dựng mức giá tốt so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, những tìm kiếm các nội dung trên trang ở Canada đã không thấy có thông tin nào như vậy. Riêng về phần chính sách cho thuê pin với các sản phẩm xe điện đã bán ở Việt Nam được coi là đang nhận được những lời chỉ trích nhức nhối từ khách hàng. Các Facebook thì nhận định rằng đây được coi là một cách chạy chữa cho việc thất bại với chính sách thuê pin ở ngay tại quê nhà, mà vốn lúc này là những lời tố cáo của người mua hàng xuất hiện nhiều nơi trên các trang mạng ở Việt Nam. Đáng chú ý, trong một đoạn ca ngợi VinFast, tờ báo Dân Trí viết rằng, theo thống kê từ VinFast,
sau 48 giờ mở bán, hãng đã nhận được hơn 24.000 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Trong đó, một doanh nghiệp của Mỹ là Athenis DNA, là công ty phân tích lâm sàng gen, đã thỏa thuận đăng ký đặt hàng 100 chiếc xe VinFast phục vụ cho hoạt động của công ty. Đây là hình ảnh bài trên số 2 rằng khách Tây chốt cọc tới tấp, đơn hàng xe điện VinFast tăng vọt sau 48 tiếng, gây sốc toàn cầu. Số lượng 24.000 đơn đặt hàng do VinFast đưa ra chưa được kiểm chứng và cũng không có cách để kiểm chứng theo thời gian. Nhưng về công ty Athenis DNA được mô tả một công ty sinh học ở Mỹ, tức thì đặt mua ngay 100 chiếc xe của VinFast là điều khiến nhiều người Việt tò mò và tìm hiểu. Nhiều chuyên gia kinh doanh marketing đã trình bày trên trang Facebook của mình về sự hoài nghi chuyện đặt hàng này với những câu hỏi cụ thể như: công ty công nghệ sinh học thì cần gì nhiều xe đến thế? Rồi việc mua một lúc 100 xe nếu không phải là công ty cho thuê xe là rất khó hiểu. Và với tư duy và tập quán kinh doanh ở Mỹ, vì thuê xe sẽ hiệu quả hơn là sở hữu chiếc xe rất nhiều. Trong việc tìm kiếm cái tên công ty Athenis DNA, người ta không nhận thấy địa chỉ nơi này chỉ làm dịch vụ xét nghiệm DNA, mà trên trang web của công ty thì hoàn toàn không có phần nào là hoạt động cụ thể cả. Mọi thứ bị khựng lại ở đó và không có tin tức gì thêm. Nhiều người đã đặt vấn đề rằng tên công ty nào đó có vẻ như những trang web ma vẫn dùng để lừa gạt những người ở thế giới thứ ba. Công ty này được biết đến nằm ở Ifner, California, nhưng không có địa chỉ cụ thể. Một nhóm người Việt ở California theo dõi tin tức cho biết họ đang tìm cách truy đến tận nơi, nếu có, để xác định công ty đó như thế nào. Chi tiết được tìm biết thêm, chủ sáng lập công ty có vẻ là một người châu Á, tên là Emily Thái và 39 nhân viên đang làm việc. Và so với 100 chiếc xe đặt mua cho cuối năm 2022 mà vẫn chưa biết các cơ quan kiểm định Hoa Kỳ đã cho phép áp dụng các yêu cầu để bán ra hay chưa, thì thông tin quảng cáo của VinFast nói trên có vẻ là tạo dựng và dối trá. Tạo những luồng thông tin giả để lừa cả hệ thống chính quyền và nhiều người dân Việt Nam vẫn là điều thường thấy ở Việt Nam sau năm 1975, kéo dài cho đến nay kể cả trong chính trị lẫn thương mại. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Dân Trí với tựa đề rằng VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới. Thậm chí người dân Việt nhiều lần còn phát hiện vụ lừa đảo tầm quốc tế được mua bài trên các tờ báo nhỏ hoặc chưa chẽn hơn là trên cả trang quảng cáo nhưng giả những bài viết của Độc Lập. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu nhận định của mình như thế. Về kinh nghiệm cay đắng bị lừa dối khi mua xe máy điện VinFast, Facebook Hoàng Hải Yến thì viết như sau: nghe mọi người nói mua xe điện cho thân thiện môi trường, tiết kiệm này kia bla bla. Thế là mình đi mua, ngay trong ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mua xe trị giá 14 triệu, thuê pin hai cục của nợ gì lên 22 triệu. Vâng, ok, mang xe về để đi. Đi được vài hôm thấy bắt đầu bất tiện. Ngoài đẹp mã thì như dở hơi, vì ngày nào cũng phải sạc điện mà chạy từ nhà lên tòa soạn, cái là về sạc điện gần chết. Chưa dừng ở đó, trong một ngày đẹp trời, chỉ cách ngày mua vài tháng, chính xác là ngày 15 tháng 11 năm 2021, tôi đang đi thì bỗng nhiên xe dừng im giữa đường. Mặc kệ lúc tôi đang súng xính, váy áo, bò lê giữa đường, suýt nữa bị các xe khác nó thúc và đi. Tái mặt, dắt tạm xe vào trong lề đường, gào lên thảm thiết với chồng, với đủ người, gọi lên tổng đài thì được biết rằng xe dừng vì tôi chưa đóng tiền thuê pin. Đây là hình ảnh bài viết của Facebook Hoàng Hải Yến, 6.600 lượt thích và gần 4.000 lượt chia sẻ trên trang Facebook. Cay đắng, tôi lại phải đóng hơn 1 triệu thuê pin và đi tiếp. Chính xác là đóng gần 1,2 triệu và phải hơn 2 tiếng dừng xe giữa đường. Mất toi cuộc họp và lẫn lộn tiếng cáu gắt thì tôi mới được xử lý cho đi tiếp. Và đến hôm 2 tháng 1 năm 2022, tôi lại nhận tin nhắn phải trả thêm tiền thuê pin nữa và đang nợ cước chạy vượt trội, kèm nợ một tháng thuê đâu khoảng hơn 500.000 đồng. Đầu tôi bắt đầu bốc hỏa và gọi lên tổng đài cáu lên thì bắt đầu nghe em nhân viên nói tiền thuê pin của tôi là hơn 500.000 đồng một tháng, tức là quá cả tiền xăng khi tôi dùng xe máy xăng. Rồi tôi phải đóng cả tiền quá km khi tôi đi quá ABC vân vân. Trong khi đó có tháng tôi dựng xe ở nhà cả tháng mà không thấy trừ tiền đi vì không đi.
Thế là ngay trong đêm tôi gọi đứa bạn đến bán xe ngay lập tức, bán xong còn nghe tư vấn bảo tôi phải đền tiền cục pin gần 10 triệu bạc khi tôi bán cả pin và xe. Trong khi đó, người đã mua lại chiếc xe này thì để lại cho tôi có hơn chục triệu đồng, bằng luôn tiền đền pin. Thế là nói trắng, trong 6 tháng tôi mất tòi 22 triệu vì lý do hết sức ngớ ngẩn là ngu đần khi ủng hộ hàng Việt. Lần đầu tiên mua và cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đồ điện tử VinFast vì nghe tư vấn vài km sẽ có trạm sạc pin. Có lần điên điên đi tới 10 km vào một trạm sạc thử thì họ đuổi vì xe của chị là xe máy, đây chỉ có sạc ô tô. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam kỳ họp Quốc hội bất thường và tham nhũng chính sách. Mới đây, trong một bài phân tích chi tiết, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định rằng vụ scandal Việt Á có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị công phu chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường. Ít ai để ý rằng sự lũng đoạn nhà nước vẫn được bộc lộ qua những kỳ họp Quốc hội và các đạo luật được ban hành mở ra những đặc quyền, đặc lợi một cách công khai cho các nhà đầu tư kiểu như Vingroup tuyên bố đầu tư vào xe ô tô điện cùng lúc với chính phủ đề xuất giảm thuế về mức 3% đối với ô tô chạy pin. Tác giả Khắc Giang là nhà nghiên cứu sinh ngành khoa học và chính trị tại Đại học Victoria, New Zealand, có bài phân tích sự việc này đã được đăng tải trên đài BBC. Quốc hội Việt Nam cũng vừa kết thúc kỳ họp bất thường vào ngày 11 tháng 1, gọi là bất thường bởi Quốc hội chỉ họp 2 lần một năm, xuân thu nhị kỳ vào khoảng tháng 5 và tháng 10. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15. Nội dung kỳ họp lần này thì xoay quanh vấn đề về hồi phục kinh tế, đặc biệt là gói hỗ trợ trị giá hơn 15 tỷ đô la Mỹ được tung ra. Tuy nhiên, một nội dung quan trọng khác nhưng ít được chú ý hơn là việc Quốc hội sửa đổi 8 bộ luật lớn, trong đó có luật đầu tư, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật điện lực. Thông thường để thông qua sửa đổi một bộ luật, quy trình lấy ý kiến và tham vấn sẽ tốn kém rất nhiều thời gian. Có những dự luật như luật về hội được đề xuất từ cuối những năm 1990 và có tới 13 dự thảo nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa được trình ra Quốc hội. Tuy nhiên, về những dự luật kể trên áp dụng quy trình rút gọn của một kỳ họp bất thường, thời gian tham vấn thực tế chỉ là 20 ngày, khác với nhiều dự thảo khác. Công chúng gần như không biết tới nội dung các đề xuất sửa đổi lần này. Các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia độc lập không thể có đủ thời gian đánh giá các tác động của luật. Bởi thế, các đại biểu Quốc hội phụ thuộc hoàn toàn vào giải trình của ban soạn thảo khi quyết định bấm nút. Việc đánh nhanh thắng nhanh để những sửa đổi được thông qua nhanh và chóng vánh còn đáng ngờ hơn nếu đi sâu vào từng chi tiết. Về luật thuế tiêu thụ đặc biệt, chính phủ đề xuất giảm thuế về mức 3% đối với xe ô tô chạy pin trong vòng 5 năm. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch Vingroup bà Lê Thị Thu Thủy tuyên bố VinFast sẽ dừng sản xuất xe xăng, chuyển hoàn toàn sang xe điện. Tháng trước, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin tại khu vực kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Đây là chính sách nghe thì có vẻ mang mục tiêu cao đẹp là giảm khí thải, khuyến khích tiêu dùng xanh, cũng như phù hợp với cam kết chống biến đổi khí hậu gần đây của Việt Nam tại hội nghị COP26 ở Scotland. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành lại trùng một cách đáng ngạc nhiên với việc công ty VinFast, hãng sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup, tuyên bố chuyển thẳng sang mảng ô tô điện từ năm 2022, sau khi vài năm bắt bán nợ đầu bán xe xăng thì lỗ vốn tới hàng tỷ đô la. Do các hãng xe điện nước ngoài như Tesla khó thâm nhập thị trường nội địa bởi chưa có cơ sở hạ tầng, sửa đổi này đã giúp cho VinFast một mình một ngựa thống trị thị trường ô tô điện trong nước. Tất nhiên, không có sự cao đẹp nào là miễn phí cả. Nếu tính theo kế hoạch bán xe điện của Vingroup trong năm 2022 là khoảng 49.500 xe, thì nhà nước sẽ thất thu khoảng 684 tỷ đồng nếu không áp dụng mức thuế xuất hiện hành cho các loại ô tô khác là 15%. Luật điện lực sửa đổi cho phép tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng và vận hành truyền tải một số khâu nhất định. Lý lẽ của ban soạn thảo cũng rất hợp lý như thiếu hụt hạ tầng hệ thống truyền tải
khiến ngành điện lực gặp nhiều khó khăn khi vận hành. Điều này trùng hợp là vào cuối năm 2020, Trung Nam Group là đơn vị tư nhân đầu tiên đầu tư vào hệ thống truyền tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam Group. Truyền tải điện là lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ngay cả những nước tư bản như New Zealand, truyền tải luôn là độc quyền của nhà nước. Ở Lào, sau khi không thể trả đủ nợ, nước này đã phải bán công ty truyền tải điện quốc gia cho Trung Quốc, tạo ra lo ngại về an ninh. Không thể phủ nhận nhu cầu đầu tư hạ tầng truyền tải điện, nhưng liệu những rủi ro của dự án đã được nghiên cứu thấu đáo hay chưa? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Luật đầu tư sửa đổi đề nghị thay đổi phân cấp thẩm quyền cấp phép dự án đầu tư khu nhà ở có quy mô là 50.000 người cho địa phương, tức là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều này trên lý thuyết giúp địa phương có nhiều tự do hơn trong việc quyết định các chính sách đô thị hóa, nhưng lại đặt người dân, đặc biệt là nông dân, vào rủi ro rất lớn vào việc cưỡng chế và thu hồi đất đai. Kể cả với quyền lực hạn chế về đất đai như hiện nay, từ rất lâu vấn đề thu hồi đất đã là điểm nóng chính của Việt Nam. Từ những vụ tham nhũng hàng ngàn tỷ cho những bi kịch như ở Văn Giang, Hưng Yên năm 2012, Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2013 hay gần đây nhất là Đồng Tâm, Hà Nội vào năm 2021. Và khi được ban thêm quyền trinh sát, lấy gì để đảm bảo các quan chức địa phương không bất chấp phép thua vua lệ làng? Đây là hình ảnh tấn công vào làng Đồng Tâm, hành quyết dã man cụ Lê Đình Kình, rồi dùng toán tuyên tử hình hai người con trai của cụ Kình và xử tù hàng loạt dân làng Đồng Tâm. Về bản chất, đây chính là sự giành giật đất đai với người nông dân của nhóm lợi ích. Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua một số sửa đổi nhỏ khác như đưa dịch vụ an ninh mạng vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Sửa đổi này, dù là hợp lý, cũng cần phải tuân thủ và thảo luận sâu rộng và lấy ý kiến tham vấn của các bên ảnh hưởng một cách cẩn trọng trước khi trình ra Quốc hội. Tất nhiên, những đề xuất sửa đổi chỉ có thể được là mục đích tốt nhằm cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy vậy, một số vấn đề về chính sách luôn có hai mặt. Việc xây dựng luật vì thế cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Ví dụ như tăng thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cần đồng thời tăng cường cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người dân, đề phòng nảy sinh ra mâu thuẫn về sử dụng đất đai. Thêm vào đó, những sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên như đề cập ở trên đặt ra nghi vấn là chính sách bị thao túng cho một nhóm lợi ích. Để đánh giá nghi ngờ, các dự luật phải được thảo luận công khai và các bên tham vấn từ cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, báo chí và người dân cũng cần có đủ thời gian để nghiên cứu và tranh luận đối chất với ban soạn thảo. Đáng tiếc là với một quy trình rút gọn như kỳ họp vừa rồi, điều này đã không xảy ra. Vấn đề của tham nhũng chính sách là rất khó xác định. Nhận một cọc tiền, ký một quyết định bổ nhiệm hay đi một xe Lexus biển xanh thì dĩ bị phát hiện và xử lý. Nhưng nếu anh đường đường chính sách ban hành một văn bản pháp luật đúng quy trình để hỗ trợ cho sân sau của mình thì gần như không thể quy kết về trách nhiệm được. Tham nhũng chính sách thì nguy hiểm bởi nó tinh vi hơn, tác động lớn và nghiêm trọng hơn, và đặc biệt là bởi có hợp thức hóa tham nhũng thành một hành vi lập pháp bình thường. Đây là hình ảnh vụ Việt Á có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị công phu, chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường, theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đức Thạch. Câu chuyện về thông đồng giữa Việt Á và các quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa qua có lẽ chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế đã còn rất nhiều vụ như thế không thể bị phát hiện. Bê bối của Việt Á bị phanh phui với nhiều tình tiết bất thường liên quan đến can dự của nhiều cơ quan nhà nước và bộ máy quản chủ. Tham nhũng chính sách đương nhiên không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, việc vận động hành lang để tạo lợi thế cho một số lợi ích nhóm được kiểm soát chặt chẽ bằng luật. Quan trọng hơn, sức mạnh và khả năng giám sát của báo chí và các tổ chức xã hội dân sự đã giúp hạn chế nhiều những việc chính sách bị thao túng. Nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam hiện nay, không gian hoạt động của cả báo chí và xã hội dân sự đều đang bị thu hẹp và bóp nghẹt. Khối tổ chức được cho là có chức năng giám sát là hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân v.v. dường như không có đủ năng lực để thực hiện. Hơn nữa, bởi các tổ chức này đã trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam
ban cho họ quyền giám sát thì không khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Với tình cảnh đó, chữa bệnh tham nhũng chính sách hiện tại có lẽ còn khó hơn đối phó với đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.